Hello anh em, chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Dương Hàng Thùng. Mình là Dương, kênh YouTube của mình chuyên về hàng high end và hàng si hiệu tuyển chọn. Thì vừa rồi cũng nhớ anh em hỏi mình dày quá. Anh em toàn thấy mình toàn lên áo xong rồi là toàn background, toàn dày bên sau ấy. Mà cũng nhiều anh em hỏi dày mà toàn đôi mình hết rồi. Thì tiện đây thì mình cũng làm cái video nhất là để thông báo anh em là mình sẽ về lô giày mới nhất vào cuối tuần này. Thế còn hiện tại thì mình sẽ lên cho anh em những cái đôi mà cửa hàng mình còn, cho anh em đỡ mất công thời gian hỏi. Thì hiện tại hôm nay mình sẽ lên tổng cộng cho anh em là 29 mã giày nhá, từ mã G1 đến G29, và đồng giá là 499k free ship cho anh em luôn nhá. Thì mình sẽ lên luôn với nội dung chính video nhá. Đầu tiên là đôi G1 này, Adidas này, Alpha Bond này. Đấy, đôi này thì là xung quanh của nó là thiết kế họa tiết là thiết kế da anh em nhé, thiết kế da xung quanh giày này. Đấy, giày thì là một màu đen hết thôi, kiểu dây dây cứng này, dây tròn này, thể thao này. Con này size 43 nhé, size 43 cho anh em này, 27,5cm này, size 43, giày cực kỳ mới, size 43 anh em nhé. Mới luôn, cái 43 mã G1. Tiếp theo mọi đến mã G2 này, nó cũng kiểu form giống con đấy nhá, cũng là dòng Alpha Bond. Con này thì có lại màu xanh, xanh đậm, xanh đen nhé. Đi những dòng này để cho anh em kiểu đi chơi này, chơi giày con này thì nó cũng không phải dòng nhẹ lắm. Size 42 anh em nhé, size 42 Adidas Alpha Bond. Rồi tiếp theo này, mã G3 này, mã G3 của em Nike này. Ui, giày rất là nhẹ này, anh em có thể kết hợp nhé. Kết hợp thứ nhất là con này là nó độn đế lên này. Đấy, mình đi con này tăng chiều cao lên mấy phân. Tiếp theo đó là giày này mình kết hợp đi vận động thể dục thể thao cũng được. Này rất là nhẹ. Size 44 anh em nhé, 28cm này, size 44 này. Size 44 này. Tem mác còn rất là mới, con giày cực kỳ mới luôn. Tiếp theo mã G4 này, của em Nike Air này, cũng Nike Air tiếp nhá, giống con vừa rồi. Cũng rất là nhẹ nhá, giày con này rất là nhẹ. Con này size 44 này, 28cm này, size 44 này. Đấy. Anh em các chú mình cũng nên lưu ý về cái giày ấy. Thì là ví dụ như là cái giày nó chuyên về thể dục thể thao ấy, chuyên về bộ môn nào ấy thì mình nên đi theo cái dòng giày đấy. Ví dụ giày chạy, giày tennis, giày cầu lông, giày đá bóng thì là mỗi cái loại giày sẽ thiết kế để cho mình vận động theo cái môn thể thao đấy. Cho nên là các chú là cũng nên là vận động môn thể thao gì thì nên mua giày theo đúng của nó. Đây, tiếp theo một em Nike Zoom này. Nike Zoom này. Đấy này, rất là mới này. Em này size 44 anh em nhá, cũng 28cm này, size 44 này, Nike Zoom. Tiếp theo G6 nhá. G6 là Nike Revolution này. Nike Revolution này. Con này cũng rất là nhẹ thôi, anh em mình vừa kết hợp đi chơi thể dục thêm được. Size 44 cũng 28cm nhá, size 44 luôn. Tiếp theo này mã G7 này, lại một em Nike Zoom này. Đấy, con này thì nó thiết kế dạ quang phát sáng này, kiểu phát sáng này cho anh em nào mà mình hay đi tập thể dục thể thao buổi tối, thời tiết tối như con này. Con này cũng size 44 nhá, size 44 28cm này anh em này. Tiếp theo một em Skater này. Ủa, con này nhẹ lắm. Siêu nhẹ luôn anh em ạ. Size 43. Size 43 nhưng mà của ra ngoài là nó cũng là 28,5cm nhá. Đấy, mỗi kiểu giày thì nó lại theo một cái size riêng. Cho nên là anh em tốt nhất là mình theo cái cm này, mình đo chân của mình này. Đấy. Là mình sẽ áng được.
Ví dụ như của em là em bình thường là em đi size 39-40, nhưng mà đi giày Adidas em phải đi size 41 cơ. Cho nên là tốt nhất là mình lên đo cái chân mình theo tùy từng form giày nhé, tùy từng form giày. Con này mã G8 này, tiếp theo này, của em Superstar này, G9 này, mã G9 này. Form size 41, mã G9 nha anh em nhé. Size 41 của nó là 26cm. Đây, anh em nhìn, rất là mới, rất trong này. Tiếp theo mã G10 này, mã em Fila này, Fila của Ý này. Fila này, Fila thì đi thì đặc biệt là anh em, con này rất là nhẹ này, đi thể dục thể thao rất tuyệt vời. Dòng Fila của nó thì mình đi vào nó sẽ rất là ôm chân nhé. Size 41, Fila size 41 này. Size 41 em. Tiếp theo lại một em Nike này, Nike, Nike Flex này. Màu rất hay này. Con này form size 43, 27,5cm. Size 43, em mắc còn cực kỳ mới luôn. Tiếp theo mã G12, em Nike này. Nike này, kiểu classic này. Thiết kế họa tiết màu xanh đậm này, trắng xanh đậm vàng này. Mấy màu này kết hợp với nhau làm con giày rất là nổi. Trên này nó là màu vàng này. Con này là size 42 anh em nhé, size 42. Tiếp theo một em Nike Air Max này. Nike Air Max này con này đẹp này. Con này là size 42, 26,5cm này, size 42. Đấy, anh em nào cần chụp lại hay là quay video về con cụ thể con giày nào nhá thì cứ nhắn tin inbox Zalo cho em, thì là em sẽ gửi chi tiết các cái hình ảnh của cả đôi cho anh em để mình xem được kỹ hơn. Này Nike Fox One này kết hợp với The North Face này, con này hot lắm này, The North Face này. Con này size 41, 26cm anh em nhé. Size 41 này. The North Face. Tiếp theo một em giày Nike này. Giày chạy này, running này. Anh em nhìn này, bên trong này còn mới nguyên luôn. Chung là nhiều người cũng rất là hay. Tức là người ta cứ mua về, người ta thích mua sắm thôi. Đấy, mua về thôi, nhưng mà nhiều khi là đôi khi là không đi, hoặc là một đôi giày người ta chỉ đi có 1-2 lần. Con này size 40, 25cm anh em nhé. Đây, anh nào chú nào mua về chạy con này tuyệt vời. Con này mới chắc phải 99%, giày chắc mới đi được chạm đất được chưa đến 10 lần. Tiếp theo một em Nike Air Max này, đây màu đỏ, đám kết hợp với đỏ. Con này size 44 anh em nhé, con này bị mất ấy rồi, em đi thử con này size 44 này. Mất cái tag ở trong. Tiếp theo mã G17 này. Lại em Nike này con này size bé nhá, con này form size bé, con này size 40, 25cm này, size 40. Tôi nhằm chân bé. Tiếp theo này mã G18. Một em Nike. Đây, Nike kiểu phong cách cơ bản. Đấy, con này mặc với quần bò cực kỳ đẹp luôn. Mã size 41 này, 26cm này. Tiếp theo này lại một em mã Alpha Bond này. Con này thì gót đế của nó này hơi bị gọi là xước này, xước cái vàng vàng của nó này. Còn lại tổng thể con giày thì không có vấn đề gì cả, cái bên trong này anh em này nguyên luôn, bên trong ốp giày vẫn còn rất là mới. Con này size 41 anh em nhé, size 41 này. Tiếp đến một em Fila này, mã G20 Fila này.
kiểu phong cách kiểu hầm hố này, villa này. Đấy, sau nó còn có cái bóc đây này, trông nó càng hầm hố hơn. Con này villa xe 42 anh em nhé, villa xe 42 này. Đặc biệt dòng villa đi rất là sướng nhé, đi cực kỳ ôm chân luôn. Con này mới đến trên 95%. Tiếp theo này, một con Nai React này. Con này siêu siêu nhẹ anh em ạ, siêu siêu nhẹ. Dòng này của Nai rất là hay này, Nai React này. Con này size bao nhiêu Phong? Con này size 42 anh em nhé, size 42 này. Nó phải tháo lót giày ra mới xem được các bạn ạ. Em ngại tháo đây. Tiếp theo này, em Nike này. Con này size 41 này, 26cm này. Size 41, 26cm. Tiếp theo mã G23. G23 lại em Nike React này. Dòng Nike React này. Con này size bao nhiêu Phong? Cũng ở lót à? Con này size đây. Con này size 42 anh em nhé, size 42. Size 42 này. Tiếp đến lại em Nike này. Đây, Nike, con này còn thêm PSG đây. Đây, kiểu dòng giày kỷ niệm này, giày chạy anh em nhé, con này rất là nhẹ này, đi chạy này. Con này size 41, size 41, 26cm anh em nhé, size 41. Tiếp theo của em Nike Air Force 1, Nike Air Force 1, vừa rồi về 5 đôi, đây, giờ có đúng 1 đôi, dòng này siêu hot anh em nhé, cho anh em nào lần này cưới xin nhiều anh em mặc đi đám cưới thì hết sẩy luôn. Con này size 42 này, 26,5cm này. Tiếp theo mã G26 này, em Climacool này. Climacool này, ba sọc này, Adidas này. Size 42 anh em nhé, size 42 cũng 26 chân, 26,5. Con này thì em bán 399 thôi anh em nhé. Đấy, các chú nào mà mua về đi chạy bộ. Đấy, em Fila này, size 41 này. 41 này, kiểu hầm hố này. Tiếp theo này, G28 này, con em Skater này. Con này mới trên 95%. Skater này. Đấy. Skater này. Size 42, size 42. Tiếp theo cuối cùng này, lại một em Nike Air Force 1 này, dòng limited này, dòng limited anh em nhé. Con này size 43 này, chân 27,5 nhé, 27,5. Rồi, vậy là em đã lên hết tổng cộng 29 cái mã giày thể thao ngày hôm nay. Thì anh em cần nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ với em theo số này bên dưới video nhé. Thì anh em nào nhớ bấm vào đăng ký kênh giúp em để theo dõi được những video mới nhất ạ. Hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo nhé. Bye bye.